Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, Trung Quốc vẫn tiếp tục nhận những kết cục đầy đau thương khi hôm qua. Một trận lũ quét kinh hoàng từ thượng nguồn đập Tam Hiệp và con sông Dương Tử tiếp tục đổ dồn dập về vùng hạ lưu miền Nam phía Trung Quốc, khiến cho những thành phố như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán, Tứ Xuyên, Vân Nam và Sơn Đông tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Hiện mực nước ở những nơi này trong những ngày vừa qua đang vượt mức báo động đỏ 2m, thì hôm nay lũ lụt, lũ quét, vòi rồng lại ập về, làm cho mực nước tại những nơi trên tăng đột biến. Theo Trung tâm Cảnh báo Động đất và Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại những địa điểm trên đã ở mức cảnh báo nguy hiểm, mức độ cao nhất. Nhiều khả năng, một số tuyến đê bao quanh con sông Trường Giang, Hoàng Hà và sông Mekong sẽ bị vỡ. Và nếu như điều này xảy ra, thì những vùng trũng của Trung Quốc như Hồ Bắc, Vũ Hán và Hồ Nam sẽ tiếp tục bị nhấn chìm tới 6m, thậm chí có những nơi bị ngập sâu tới 13m. Những ngôi nhà cao tới 9-10 tầng thì bây giờ những tầng phía dưới đều đang bị ngập hết. Đồ đạc trong nhà như tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường chiếu đều bị cuốn trôi. Thậm chí chiếc ô tô có giá trị lớn nhất của một số hộ gia đình giàu có ở những nơi trên cũng đã bị nổi lềnh phềnh và bị cuốn theo dòng nước lũ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, bước sang ngày thứ 45 ở 29 trên 31 tỉnh thành phố lớn bé của Trung Quốc vẫn chìm trong nước lũ. Bầu trời vẫn tiếp tục u ám và đen tối. Mây đen vẫn bao phủ 93% toàn bộ lãnh thổ của Trung Quốc. Hiện giới chức của nước này đang rất bối rối. Tuy nhiên, thì người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, vẫn đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông. Khi ông vẫn quyết định cho hải quân của Bắc Kinh phóng tên lửa và bắn đạn thật ở quanh quần đảo Phú Lâm giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hành động trên của phía Trung Quốc đã gây nguy hiểm cho các nước trong khu vực và làm mất an ninh, an toàn cho tuyến hàng hải ở Biển Đông, đồng thời gây mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ và Nga. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã quá tham lam khi trong nước đang gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh hoành hành, tàn phá, lũ quét, sạt lở đất, lũ ống, vòi rồng, động đất, sóng thần liên tục xảy ra. Vậy mà với cương vị người đứng đầu đất nước, ông lại thản nhiên không hề quan tâm tới việc cứu giúp hay hỗ trợ người dân của mình. Ông ta vẫn ung dung tự tại, đem quân đội của nước mình đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước láng giềng xung quanh và trong khu vực. Đây chính là tội lỗi vô cùng to lớn mà ông Tập Cận Bình gây ra. Hành động thiếu tính người và thiếu tính nhân đạo kể trên đã làm cho trời không dung, đất không tha. Cho nên Đức Chúa Trời và Mẹ Thiên Nhiên vẫn tiếp tục nổi giận để trừng phạt Trung Quốc thay cho thế giới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện mực nước tại 301 con sông lớn bé của Trung Quốc chưa bao giờ dâng cao như hiện nay. Mưa to liên tiếp trong vòng 45 ngày qua đã làm cho lũ ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp và những con sông lớn như sông Trường Giang, sông Mekong và sông Hoàng Hà liên tục đổ về vùng hạ lưu các tỉnh như Tứ Xuyên, Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, làm cho những nơi đây đã ngập lụt rồi nay lại còn thê thảm hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, một điều đen tối đang xảy ra đối với cả Trung Quốc. Khi lượng mưa được dự báo là vẫn sẽ tiếp tục tăng cao trong vài ngày tới, hiện tại thì lượng mưa dự báo chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ giảm nhiệt. Chính vì vậy mà Trung tâm Phòng chống đê điều và Cứu trợ Cứu nạn Trung ương Trung Quốc cảnh báo các cơ quan ban ngành và toàn bộ người dân của Trung Quốc tiếp tục đề phòng cảnh giác cao độ ở mức có thể nhất. Tập trung lực lượng 100% để phòng chống lũ lụt, lũ quét, nhất là thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần và vòi rồng. Bởi trong những ngày tới được dự báo là sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Mức độ ngày càng dày đặc hơn và càng lớn hơn vì các con sông, các tuyến đê bao và những con đập thủy điện của Trung Quốc hiện đang quá tải. Theo Tổ chức Bảo vệ Đê điều và Sông ngòi trên thế giới cho biết, Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã quá lợi dụng các dòng sông để xây dựng hàng loạt những đập thủy điện, cho nên bây giờ họ đã phải trả giá. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đã bắn vào Mẹ Thiên Nhiên một viên đạn thì ngay lập tức đã bị ông trời trả lại cho Trung Quốc một quả bom nguyên tử. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những gì mà Trung Quốc đã gây ra
cũng như là một số nước khác, hãy nâng cao tinh thần bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên rừng và tài nguyên biển. Tích cực tham gia các dự án trồng rừng, phủ xanh, đất chống đồi trọc để chống xói mòn, bảo vệ thảm phủ thực vật, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới được thiên nhiên ban tặng cho không khí trong lành và cuộc sống tươi đẹp hơn. Bằng không thì sẽ bị mẹ thiên nhiên nổi dậy trừng phạt như cái cách mà Trung Quốc đang phải hứng chịu. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin vào ngày hôm qua vào lúc 19:50, trong một bản tin dự báo thời tiết về tình hình mưa lũ đã phát đi, một video cảnh báo được cho là thời tiết cực xấu đối với Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Những hình ảnh và những video của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, mực nước tại các con sông, các tuyến đê và các con đập tại thời điểm này ở Trung Quốc đang chạm mức đại hồng thủy vào năm 1998. Đây là cột mốc mới đánh dấu thiên tai đang ập lên đầu chính quyền của ông Tập Cận Bình. Trận đại hồng thủy năm 1998 được cho là mạnh nhất trong lịch sử của Trung Quốc trong 1.000 năm vừa qua. Những trận lũ quét, sạt lở, sóng thần, vòi rồng năm nay còn được cho là mạnh hơn và dữ dội hơn trận đại hồng thủy năm đó. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa to, rất to dòng dã suốt 40 năm ngày qua đã làm cho mực nước trên các con sông Dương Tử, Hoàng Hà và sông Mekong. Ba con sông lớn nhất của Trung Quốc vượt mức cảnh báo đỏ tới 3 mét và vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận đại hồng thủy vào năm 1998. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho phía Trung Quốc bởi vì nó đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp và những con đập lớn bé của Trung Quốc cũng như là các tuyến đê bao. Nhiều khả năng trong một vài ngày tới, những tuyến đê bao tại các con sông nói trên sẽ bị vỡ. Hôm kia, một con đê thuộc nhánh sông Dương Tử đã bị vỡ, làm cho 9 triệu người dân của Trung Quốc chạy toán loạn ngay trong đêm. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post cho biết, hiện thì mực nước tại các con sông lớn bé của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 mét. Đây chính là mực nước cao nhất trong lịch sử, vượt qua trận đại hồng thủy năm 1998. Được biết, trận đại hồng thủy năm đó đã cướp đi hơn 3.000 sinh mạng của nhân dân Trung Quốc và trận lũ lịch sử năm đó đã được đưa vào trong sách lịch sử. Và trong tương lai thì lịch sử của Trung Quốc sẽ còn nhắc lại rất nhiều những trận mưa lớn, bão tố, dông, lốc xoáy, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần và vòi rồng năm nay. Và đại dịch COVID-19 ở thành phố Vũ Hán đầu năm 2020 cũng sẽ luôn được ghi nhận trong sách lịch sử của Trung Quốc. Theo những trang tin của Trung Quốc cho biết, mưa to trong những ngày tới sẽ ập tới chính quyền của Trung Quốc, gây ngập nặng ở một số tỉnh thành và nhiều tuyến đê bao. Điều đó gây ra mối nguy hiểm cho con đập Tam Hiệp. Sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của Trung Quốc, đang bị đe dọa trầm trọng. Đứng trước tình hình này, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp cho di tản 109 triệu người dân của Trung Quốc lên các vùng cao để tránh lũ. Ngoài ra, họ có thể nhờ cậy phía Việt Nam mở cửa biên giới để cho sang trú ẩn. Hiện đã có 15 triệu người của Trung Quốc chạy sang vùng biên giới của nước Lào. Tuy nhiên, thì các nhà quan sát cho biết, các cửa khẩu biên giới của Lào cũng đang cửa đóng then cài. Họ muốn và không muốn cho người Trung Quốc tràn sang bởi vì dịch bệnh COVID, cũng như là họ không còn tin tưởng vào những người của Trung Quốc khi họ tràn sang nước Lào sẽ gây ra nguy cơ mất an ninh, an toàn và sẽ xảy ra cho đất nước họ. Vì thế mà các cửa biên giới của nước này cũng đã được đóng chặt. Thưa quý vị, có thể nói rằng mưa lũ ở Trung Quốc đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Nó còn ngang ngửa với cả đại dịch COVID-19. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, đặc biệt là vào cuối tháng này và đầu tháng sau. Trước đó, thì Giám đốc Quản lý Đập Tam Hiệp, ông Lê Dông cũng đã cho biết, nâng mức cảnh báo lũ tại 4 thành phố gần con đập này lên đến báo động cao nhất. Cơ quan Phòng chống thiên tai dịch bệnh của Trung Quốc cho biết, thời tiết cực đoan được dự báo sẽ tiếp tục tấn công 13 khu vực, trong đó có các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và tỉnh Chiết Giang. 4 thành phố nâng mức cảnh báo lũ đều ở hạ nguồn con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất trên thế giới nằm cách con sông Trường Giang không xa. Cụ thể, tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã nâng mức lên báo động số 4, tức là mức cảnh báo khẩn cấp. Còn tại phía đông tỉnh An Huy, chính quyền địa phương của địa phương này đã ra một cảnh báo cao độ cho những người dân nên ở trong nhà hoặc là chạy sang các vùng lân cận cao hơn khác để trú tránh trú. Ở tỉnh Giang Tây thì chính quyền đã nâng mức ứng phó lũ từ cấp 2 lên cấp 4. Tại tỉnh Chiết Giang, phía đông của Trung Quốc, giới chức địa phương cũng nâng mức ứng phó lên mức báo động khẩn cấp.
tại cửa sông Tiền Đường đang có những cơn sóng hung dữ lên tới gần 10 mét, được cho là lũ ống, lũ quét và sạt lở đang dồn dập đổ về nơi đây. Theo thông tin từ tờ báo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc đã yêu cầu các địa phương nằm trong lưu vực sông Hoàng Hà khẩn cấp tổ chức lực lượng chống lũ và sẵn sàng ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Đê điều cũng như là Trung tâm Phòng chống động đất, sóng thần, lũ quét và sạt lở của Mỹ, Nga, Nhật Bản cho biết, sông Dương Tử là con sông lớn nhất Trung Quốc đang rất nguy hiểm cho người dân. Điều này ai cũng biết, và con sông lớn thứ hai của Trung Quốc mang tên Hoàng Hà. Chắc chắn quý vị đã từng nghe tin, nhưng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc thì rất ít các bạn biết đến. Hôm nay chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng con sông lớn thứ ba của Trung Quốc có tên Hoài Hà, rất giống với con sông Hoàng Hà. Con sông lớn thứ ba của Trung Quốc, Hoài Hà, với chiều dài là 1.000 km, với lưu vực rộng hơn 170.000 km2, được dự báo là sẽ có lũ lớn trong một vài ngày tới. Theo đó, thì Bộ Tài nguyên của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ trút xuống các tỉnh phía đông nam như An Huy, Giang Tô từ ngày mai. Lưu lượng mưa đo được có thể lên tới từ 200 đến 500 mm, gây ra nguy cơ lũ lụt trên diện rộng. Cơ quan này cho biết mực nước tại thượng nguồn sông Hoài Hà có thể lên tới mức báo động đỏ, trong khi con sông khác cũng đang trong mức độ cảnh báo cao nhất. Đứng trước nguy cơ này, Bộ Tài nguyên của Trung Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương phải thường xuyên kiểm tra đê điều, đồng thời hướng dẫn nước lũ về các hồ chứa sông Hoài Hà một cách tốt nhất để giảm bớt áp lực. Trước đó, thì Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát đi một cảnh báo nói rằng lưu vực sông Hoàng Hà đang bị đe dọa trầm trọng bởi một con đê sông Dương Tử bị vỡ. Nước của nó đang tràn qua con sông Hoàng Hà, làm cho những tuyến đê bao ở đây đang có nguy cơ bị vỡ trầm trọng. Và tất cả những diễn biến liên quan tới tình hình trên thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thu thập và gửi cho quý vị có thông tin mới nhất và chính xác nhất. Còn chương trình chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp thắc mắc.